Chào tất cả mọi người. Hôm nay mình gửi đến các bạn đoạn video thứ 36. Cái đoạn video thứ 36 này nó nói về cái gì? Nó nói về cái tinh thần khởi nghiệp. Cái tinh thần của người doanh nhân khởi nghiệp. Thì chúng ta cần phải có cái tinh thần nào? Một trong những cái tố chất rất là quan trọng của người doanh nhân khởi nghiệp là chúng ta cần phải dấn thân là sao ạ? Là các bạn phải, những ngày đầu các bạn phải xắn tay áo lên các bạn làm. Phải chịu khó xắn tay áo lên làm cái gì? Từ cái việc suy nghĩ ra ý tưởng, rồi đi tìm kiếm ở ngoài thị trường, lang thang lên internet. Có ai đã làm ra được cái ý tưởng của chúng ta chưa? Họ đã làm tốt hơn chưa? Thì chúng ta có cái cách để chúng ta tái tạo lại để cho làm sao để cho nó tốt hơn họ, nó đặc biệt hơn họ, nó đột phá hơn của họ. Dấn thân để gì? Dấn thân để đi thành lập từng cái giấy phép doanh nghiệp, dấn thân để đi lên cái cơ quan thuế, dấn thân để đi chào hàng khách hàng, dấn thân để làm ra một cái bản cách kinh doanh, dấn thân để tính toán ra được hết, dấn thân để làm sale, làm marketing, dấn thân gần như là mọi thứ. Dấn thân không phải là để chúng ta làm, không phải là để chúng ta làm nói chúng ta ôm vị trí đó hoài. Dấn thân để chúng ta hiểu biết, am hiểu vào những lĩnh vực đó. Dấn thân để làm gì? Dấn thân đó chính là chúng ta làm. Phải tự mình làm đã. Làm để gì? Để gì các bạn? Để sau này mình làm gì ạ? Để mình dạy lại cho người khác. Để dùng từ dạy hay là dùng từ gì đào tạo cũng được. Ngôn từ thôi. Chúng ta dùng cái từ dạy. Chúng ta là dạy lại cho người khác. Một người doanh nhân là một người phải làm được và dạy được và chỉ dẫn lại cho người khác. Mà bạn không dấn thân vào việc đó thì làm sao mà bạn dạy, bạn chỉ lại cho người khác, làm sao bạn xây dựng đội ngũ cái team ban đầu được? Người ta gọi là cái core team á, cái team ban đầu á, cái team đội ngũ ban đầu á. Core team. Có những người, các bạn nhìn ở một cái bức tranh nào đó, các bạn thấy có những người họ ra họ khởi nghiệp. Là họ như thế nào ? Họ xây dựng một cái đội ngũ liền. Họ xây dựng ngay cái đội ngũ liền. Bởi vì họ như thế nào ? Cũng có thể là họ đã giỏi rồi, họ đã dấn thân trước đó rồi mà các bạn không nhìn thấy bức tranh ở phía sau. Nên là họ có cái khả năng làm việc với đội nhóm rồi, rất là giỏi rồi. Hoặc là các bạn thấy là có những người họ ra họ khởi nghiệp, họ chỉ có ý tưởng thôi và họ mang cái ý tưởng đó họ đi kêu gọi vốn đi. Thì các bạn hiểu chưa, nếu mà một cái người mà một cái quỹ họ đầu tư hoặc cái người họ đầu tư cho bạn mà cái doanh nghiệp bạn có một mình bạn thì cũng chả ai đầu tư hết, bởi vì một mình bạn bạn không có làm được, bạn phải có một cái đội ngũ. Vậy để có cái đội ngũ đó thì bạn phải có cái khả năng làm rồi bạn mới leader được cái đội ngũ đó, và bạn có thể năng dạy lại, bạn có thể năng đào tạo cái đội ngũ đó để nó trở thành một cái core team ngon được, nó core team ngon làm được. Để làm được việc đó không có cái gì để bạn phải dấn thân trước, hoặc là cũng có những người họ khởi nghiệp, họ cũng chưa dấn thân, họ cũng chưa làm luôn, họ cũng không có kỹ năng team luôn, họ chỉ có cái ý tưởng thôi. Thì thực sự những cái doanh nghiệp đó thì bạn như thế nào ? Bạn chỉ là một cái người rất là nhỏ, một cái mắt xích rất nhỏ ở trong một cái bộ phận rất là lớn mà các cái quỹ đầu tư họ đầu tư vào, hoặc là các nhà đầu tư họ đầu tư vào, họ nắm bao trùm hết, và bạn chỉ là một cái mắt xích nhỏ ở trong đó thôi. Tuy nhiên ở cái góc độ ở đây mình muốn gửi đến ở một cái góc độ khác, cái tinh thần khởi nghiệp ở đây á là gì? Bạn cũng không có điều kiện, cái ý tưởng của bạn á, cái ý tưởng của bạn bạn kêu gọi cũng không có ai đầu tư vào, tiền thì bạn cũng không có nhiều. Thì cái cách tốt nhất là bạn vẫn cứ đi theo cái cách này. Bạn vẫn được cứ đi theo này, tức là mình tự một mình đi lên á, mình đi từ từ á. Thì cái tốt nhất vẫn là đi theo cái cách này. Còn những cách vừa rồi mình nói là cái ý tưởng bạn rất là tuyệt vời, có người đầu tư vào. Hoặc là bạn đã có nền tảng dấn thân trước đó rồi thì bạn mới đi xây dựng được. Còn cái cách tốt nhất bước đầu là chúng ta cũng phải làm thế này. Bạn là một người là dân văn phòng, là một cái tờ giấy trắng mà bạn muốn ra khởi nghiệp thì bạn phải tốt nhất bạn phải đi cái này. Tại sao chúng ta phải, cái câu hỏi đặt ra là tại sao chúng ta phải dấn thân và tại sao chúng ta làm vậy?
Bởi vì cái mục tiêu cuối cùng thì tất cả những người làm kinh doanh các bạn đều phải muốn gì? Doanh nghiệp mình nó như thế nào, nó tăng trưởng, cái doanh nghiệp, cái công ty mình, cái công ty mình nó phải tăng trưởng, nó phải tăng trưởng. Và cái thứ hai là gì ạ? Ok chưa? Cái thứ hai là bạn gì ạ? Bạn cần tạo ra sự ảnh hưởng. Một người làm boss, một người làm kinh doanh, một người chủ nghiệp là bạn phải tạo ra sự ảnh hưởng, ảnh hưởng lên người khác. Mà bạn muốn ảnh hưởng lên người khác, bạn muốn nói được người khác thì bước đầu tiên á là bạn phải làm được, và thứ hai là bạn phải dạy lại được cho họ làm thì bạn mới ảnh hưởng lên người khác được. Thì lúc đó cái năng lực bạn nó phát triển được. Đó là lý do mà vì sao các bạn phải là dân thân, để các bạn làm được. Và dĩ nhiên những cái việc này nó hoàn toàn nó không dễ dàng chút xíu nào. Ok, nó hoàn toàn nó không có đơn giản chút xíu nào. Nếu mà ra khởi nghiệp mà bạn cứ chọn việc dễ dàng các bạn làm, thì như vậy thì như nào nó không bao giờ nó mang lại cái thành quả đó hết. Việc dễ dàng thì không bao giờ mang lại thành quả hết. Các bạn thấy không, một người lái xe, một người tài xế lái xe, cái việc học lái xe các bạn thấy không, mất vài tháng là xong. Rồi sau đó chúng ta lái hoài là nó quen mà chúng ta lái xe, thì cuối cùng chúng ta chỉ trở thành một cái người tài xế lái xe thôi. Và cái thu nhập của người tài xế lái xe đó giỏi lắm thì cũng là 10 triệu, 20 triệu một tháng thôi. Và chúng ta phải lái xe. Những cái việc dễ dàng như vậy nó không bao giờ mang lại cái thành quả cao hết. Tuy nhiên, bạn chịu khó, bạn học hành, bạn nghiên cứu, bạn đầu tư chất xám, ok, bạn trở thành một cái người bác sĩ là các bạn thấy cái thành quả của bạn nó khác liền. Làm một ông chủ doanh nghiệp, bạn phải sẵn sàng dấn thân để bạn làm những cái việc nó mang cái hàm lượng chất xám và trí tuệ nó cao hơn. Còn cứ mãi đòi những việc dễ dàng thì không bao giờ mà nó mang lại cái kết quả cao đâu. Vậy thì có một cái góc nhìn mà mình thấy rất là tuyệt vời là các bạn trẻ của chúng ta và người Việt của chúng ta nói chung rất là chăm chỉ, rất là siêng năng. Điều đó được thể hiện gì ạ? 5 giờ sáng là mình thấy có người đã dạy rồi, sẵn sàng dạy. Nhiều người dạy nữa, dạy và họ sẵn sàng làm việc đến gì ạ? Đến 22 giờ đêm, đến 23 giờ đêm, thậm chí tới khuya nữa, nửa đêm luôn. Cái điều này là cái điều mà nó rất là tuyệt vời trong cái tố chất của con người Việt Nam của chúng ta. Phần lớn là dạy sớm được và chúng ta có khả năng dạy sớm. Mình có dịp mình đi các nước châu Âu, thậm chí chúng ta mình đi Singapore thôi, thì mình thấy cái người mà dạy sớm ở đó không có nhiều. Ở châu Âu các bạn, phần lớn là nó không có những cái quán bán đồ ăn sáng, tại vì người ta không có dạy sớm. Người ta dạy đúng giờ là người ta đi làm, nên nó chỉ có fast food nhanh thôi. Ở Singapore cái lượng người dậy sớm nó không có nhiều. Mít tới trưa quán người ta mới mở mới bán. Nhưng mình ở đất nước của mình là mình thấy là cái lượng người dậy sớm rất là nhiều, gần như rất là nhiều, và hôm nào có động lực là bạn dậy sớm ngay. Cái việc bắt đầu một ngày là chúng ta bắt đầu sớm. Tuy nhiên nó có một cái gì đó các bạn thấy mà cái doanh nghiệp khởi nghiệp của chúng ta, doanh nghiệp khởi sự kinh doanh của chúng ta phần lớn là nhỏ nhỏ bé bé chút chút, và chúng ta không có phát triển được. Bởi vì sao? Nó có một cái đặc điểm đi liền với cái tính chất tốt này nè, thì nó có tính chất không tốt là người Việt chúng ta như thế nào ạ? Rất là thiếu kiến thức, thiếu cái kiến thức nền tảng về làm ăn kinh doanh. Phần lớn của chúng ta là cứ làm theo cảm tính, làm theo bản năng, thấy người khác làm thì tôi làm, mà chỉ có một cái quán phở nhỏ nhỏ nó như vậy thôi. Tức là họ không đi học để làm sao nó phát triển lớn lên. Họ không có cái kiến thức để làm cho cái việc nó bự ra. Và khi mà họ làm một chút xíu thì nó luôn nằm ở cái chỗ gì? Tôi biết rồi, tôi biết cái điều đó rồi, nói ai nói gì cũng không có nghe và không có chịu đọc sách, không có chịu đi học nào gì hết. Cái đó là cái đặc trưng mà nó rất là cố hữu trong những người làm kinh doanh của chúng ta. Hy vọng là sắp tới chúng ta thay đổi đi. Hy vọng là ai mà nghe cái đoạn video này các bạn có sự thay đổi đi. Và cứ tôi biết rồi là gì? Là tôi biết những điều tôi đang biết, còn rất là nhiều điều khác tôi chưa biết. Những điều người khác làm tôi chưa có biết, tôi chỉ biết những gì tôi biết thôi. Hình như vậy là gọi là
là tôi biết rồi. Và như thế nào ạ? Và ngại khó khăn, ngại vất vả. Là một người doanh nhân khởi nghiệp, bạn không thể là những cái người mà ngại bươn chải, ngại xông pha, ngại làm những việc khó được. Bạn không thể là những người như vậy được. Các bạn nhìn chưa? Các bạn nên nhớ như vậy này. Từ gì? Từ một cái ý tưởng để bạn ra bạn khởi nghiệp. Từ một ý tưởng để ra khởi nghiệp. Và để ý tưởng này nó biến gì ạ? Nó biến thành sản phẩm. Một cái sản phẩm ra ngô, ra kho, một hình hài. Một hình hài. Một sản phẩm ra ngô, ra kho, một cái hình hài. Là nó như thế nào? Nó là một cái con đường vô cùng dài. Nó nhiều việc chỗ này lắm các bạn ơi. Nó rất là nhiều việc cái chỗ này. Nó đòi hỏi cả một cái khối lượng công việc và kiến thức khổng lồ ở chỗ này rồi. Từ sản phẩm này nè, mà để mang nó ra được thị trường, mang đến tay khách hàng, mang đến thị trường, mang đến thị trường, thì lại rất là nhiều thứ nữa. Rồi từ thị trường, nó lại tạo ra tiền, nó tạo ra tiền, rồi từ những cái đồng tiền này nè, nó quay về lại doanh nghiệp của bạn, nó quay về lại doanh nghiệp. Như chưa? Rồi từ doanh nghiệp chúng ta mới phân bổ ra, trả lại cho lương công nhân, trả cho nhà cung cấp, chấm. Tái đầu tư, rồi nó mới ra được cái khoản lợi nhuận đưa về cho cái người đầu tư, ông chủ doanh nghiệp đó. Các bạn thấy không ạ? Một cái quy trình như vậy này nó đòi hỏi rất là nhiều, thứ nhất rất là nhiều kiến thức, rất là nhiều kỹ năng, rất là nhiều kinh nghiệm, rất là nhiều, đòi hỏi cái sự kỷ luật, nhiều hệ thống và quy trình, nhiều công cụ. Bạn nghe chúng ta chưa? Một khối lượng nó rất là khổng lồ. Rồi cái bằng lợi những này nó quay lại nó làm cái gì? Một cái khối lượng nó quay lại nó tái tạo làm gì? Đó là một cái khối lượng, cái công việc mà phải nói là nó vô cùng khổng lồ. Tuy nhiên chúng ta cứ mặc định rằng là chúng ta đã biết rồi, chúng ta cứ lòng vòng với nhiêu chuyện hoài, mà chúng ta không đi sâu vào, bởi vì chúng ta chưa thực sự nghiêm túc với việc kinh doanh của mình. Các bạn thấy chưa? Tuy nhiên song song đâu đó vẫn có nhiều bạn trẻ ngày đêm ra kinh doanh, ra khởi sự doanh nghiệp, ra sở hữu cho mình một doanh nghiệp, sẵn sàng bước ra làm chủ. Cái tinh thần đó là tinh thần rất là tuyệt vời các bạn. Cái tinh thần đó là tinh thần rất là tuyệt vời. Và mình nghĩ rằng là mình nghĩ là như thế nào ạ? Là cái tinh thần này nó cần được lan tỏa, nó cần được ủng hộ, chứ không phải phải dập tắt đi. Những người mà dập tắt cái tinh thần khởi nghiệp đi, những người mà không muốn cho người khác khởi nghiệp, thì các bạn hãy tránh những con người đó ra. Tại vì họ suy nghĩ nhỏ quá, họ suy nghĩ cho cái cá nhân của họ không hay sao. Thì cái tinh thần khởi nghiệp là cái tinh thần mà luôn luôn được khuyến khích, đó là một cái tinh thần nó rất là tốt đẹp. Các bạn nhận ra điều này chưa? Cái tinh thần khởi nghiệp là tinh thần rất là ok. Một cái nữa mà mình muốn gửi đến các bạn là cái người mà doanh nhân khởi nghiệp á, chúng ta cần có cái tinh thần thích nghi và làm việc khắp nơi. Tại sao mình nói cái từ khóa này? Bạn có khả năng làm việc ở Sài Gòn, nhưng mà cũng có bạn có khả năng làm việc ở Đà Lạt, bạn có khả năng làm việc ở Đà Nẵng, có khả năng làm việc ở đâu ở Hà Nội, làm việc khắp ba miền đất nước của chúng ta. Không những thế, bạn cần có cái khả năng gì à? Ok chưa? Bạn cần có cái khả năng gì à? Làm việc ở nước ngoài nữa, ở trong khu vực, và có khả năng làm việc ở toàn thế giới này. Có thể là làm việc ở bên Sing, có thể là làm việc ở bên London, nước Anh, có thể làm việc ở Tokyo, Nhật Bản, có thể là làm việc ở đâu à? Ở New York, ở Washington. Đó là cái tinh thần làm việc khắp nơi. Vì sao mình nói nó như vậy? Năm rồi mình có ra Quảng Ngãi, bởi vì ở
Sở kế hoạch và đầu tư Tư Quân Hải có mời mình ra đứng ở một lớp ở ngoài đó, và mình gặp rất là nhiều bạn khát khao học hỏi, những bạn doanh nghiệp nhỏ ở Quảng Ngãi tham gia cái khóa học này. Và các bạn ngại đi vào Sài Gòn học thì mình có nói một câu là, mình nói là các bạn hãy vào Sài Gòn các bạn học để cái gì? Các bạn xây dựng mối quan hệ ở Sài Gòn. Ngoài cái việc tiếp tục kiến thức là một lẽ thôi, xây dựng mối quan hệ, những cái mối tình thân ở Sài Gòn. Nếu mà chúng ta chỉ có ở Quảng Ngãi, chúng ta học ở Quảng Ngãi, chúng ta làm ở Quảng Ngãi thì chúng ta mãi 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 là một cái doanh nhân ở một cái tỉnh xa nhỏ bé thôi. Chúng ta có tinh thần làm việc khắp nơi. Vì sao à? Các bạn thấy nè, một người doanh nhân vĩ đại mà chúng ta rất là ngưỡng mộ, có lẽ là ông Steve Jobs rất là nhiều, nhưng mà mình muốn lấy cái câu chuyện của ông Steve Jobs. Steve Jobs là một gì à? Là một người gì à? Có mẹ là gốc Đức, có bố là gốc Syria, đất nước Syria đang nội chiến đó, các bạn thấy không ạ? Và họ đến Mỹ và họ ở một cái nơi rất là xa xôi, gọi là Wisconsin gì đó. Và tuy nhiên khi ông sinh ra và ông lớn lên thì ông lớn lên tại California, nơi đó đặt cư sinh ra ông. Và như thế nào ạ? Và ông trở thành một cái người doanh nhân rất là thành công và giàu có, một người gọi là một người doanh nhân vĩ đại. Cái câu chuyện này ai chúng ta cũng đã biết rồi. Điều đó có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là người doanh nhân vĩ đại họ sẽ xuất phát bất kỳ nơi đâu mà chúng ta sẽ không bao giờ chúng ta biết được. Ví dụ ở đất nước của Việt Nam của chúng ta, các bạn thấy không ạ? Ví dụ như là các bạn nghe Hoàng Anh Gia Lai là của anh Bảo Đức. Những cái gì Bảo Đức đã làm cho đất nước Việt Nam chúng ta thì chính ai cũng đã nhìn nhận và đã biết rồi, dù chúng ta có yêu quý hay không yêu quý ảnh, chúng ta cũng đã biết rồi. Thì ảnh là một người doanh nhân như thế nào ạ? Một người doanh nhân ở một cái vùng, ở tỉnh người ta gọi là cái tỉnh vùng núi rất là xa xôi, ở trên cao, ở các bạn hình chưa? Hoặc là rất là nhiều doanh nhân mà các bạn chứng kiến đó, ví dụ như là anh Vượng, ok chưa? Anh Vượng, ok chưa? Anh như thế nào à? Anh từ nước ngoài anh về, từ nước ngoài anh về, từ các nước Trung Đông anh về và anh khởi sự, và hiện tại anh rất là lớn tại Việt Nam. Hoặc là anh Trần Bá Dương của Thaco, lúc xưa là anh ở Biên Hòa, các bạn gốc anh ở đâu thì mình chưa thấy, nhưng mà lúc xưa cái nôi ảnh là ở Biên Hòa, những cái ngày đầu là anh ở Biên Hòa, nhưng mà bây giờ nhà máy ảnh lớn nhất nó nằm ở đâu à? Nó nằm ở Quảng Nam. Các bạn hình dung ra điều này được chưa? Cái người doanh nhân vĩ đại á, họ cái người doanh nhân họ giỏi á, họ xuất phát từ đâu? Nên chưa chắc các bạn ở Sài Gòn các bạn đã giỏi hơn các bạn ở tỉnh đâu, mặc dù điều kiện các bạn có rất là đầy đủ, nhưng mà chưa chắc những bạn ở tỉnh các bạn không làm được đâu. Không phải nó như vậy, không phải nó như vậy đâu. Những người ở tỉnh đôi khi những cái khó khăn đó nó làm cho bạn quyết chí hơn, bạn máu lửa hơn và bạn quyết tâm hơn. Điều đó nói ra cái câu chuyện này để các bạn thấy rằng, các bạn mới thấy ra một điều rằng là như thế nào tất cả mọi nơi, mọi vùng miền của đất nước của chúng ta, dù khó khăn như thế nào nữa thì bạn vẫn có cơ hội để trở thành một người doanh nhân vĩ đại hết. Ông bà ta có cái câu rất là hay, hở đói thì giỏi săn mồi. Đây là điều chắc chắn rồi. Khi mà chúng ta đói bụng thì chúng ta lao ra chúng ta làm, không nói gì. Vậy thì những cái dấu hiệu để thấy được bạn là người doanh nhân khởi nghiệp đó là gì? Thứ nhất đó là sự nhiệt tình. Một, mình không ghi ra đây. Một đó là cái sự nhiệt tình. Một cái sự nhiệt tình, cái sự máu lửa. Cái thứ hai là bạn phải tràn đầy năng lượng, mà tràn đầy sức sống. Cái thứ ba là bạn phải vô cùng chịu khó, sẵn sàng dẫn tay áo lơ làm, sẵn sàng lăn xả. Và thứ tư là bạn phải gì ạ? Chịu khó học hỏi, chịu khó nâng cao kiến thức. Dù 30, dù 40, dù 50, dù 60 tuổi vẫn cứ khát khao học hỏi và vẫn cứ cháy bỏng. Các bạn biết là trong các cái hội thảo và trong khóa học của mình đứng lớp thì có những khóa học sau một cái môn mà nói là rất là nhiều bạn giơ tay lên,
À, và điều đó mình thấy nó rất là tuyệt vời. Vì sao tuyệt vời ạ? Các bạn giơ tay lên, các bạn hỏi rất là nhiều câu hỏi, được hỏi hỏi rất là nhiều. Điều đó có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là những người giơ tay đó, họ rất là nôn nóng, họ rất là khát khao đưa những cái kiến thức, họ mong muốn ứng dụng những cái gì mà mình chia sẻ đó đi vào cái công việc của họ này. Tuy nhiên, cũng có những lớp học và cũng có những nơi mình đến khi mình kêu có ai hỏi không thì không ai hỏi hết, phần lớn là ngồi im. Thậm chí mình kêu người nào đó lên để mình hỏi lại thì bạn còn tránh đi. Cái điều đó nó thể hiện là bạn vẫn còn nhút nhát, bạn vẫn còn rụt rè và bạn cũng chưa biết là làm sao để ứng dụng cái kiến thức này vào trong cái cuộc sống và trong thực tế doanh nghiệp của mình, vào để khởi nghiệp. Vừa rồi mình chia sẻ sơ chút xíu bạn về cái tinh thần của người doanh nhân khởi nghiệp. Đó rồi sau mình sẽ nói về cho các bạn cái cách khởi nghiệp truyền thống và cái cách khởi nghiệp công nghệ thực sự là nó khác nhau cái gì. Bạn sẽ theo dõi đoạn video sau ha, để mình phân biệt thêm cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đoạn video này. Bye bye các bạn, chúng ta sẽ gặp lại sau.